Ủa đại em về với nhà trời, hay mấy mình mờ quá. Kêu có bao nhiêu cục xuống nhà trời ơi. Nhà này khó gì em. Nào cũng khó rồi, nào cũng đáng đúng hết. Kêu chưa có tức rồi. Nhà kêu vẫn tâm tiếng nhau mà. Đánh trầm trên nghe. Đánh trên bạn kêu. Trời nhiều mà phải quen quá vậy. Hey, yeah, hey. Mới hợp tác gần đây, nhưng mà không phải nữ. Quay nữ hả? Dạ. Không quay nữ sao để tiếp về. Hài hước nổi tiếng đó. Hài hước nổi tiếng. Thấy chiêu. Chính xác. Hay ta. Ủa đại nhanh tèo với nhanh trời. Cái này là cái dáng chụp hình đặc trưng của cái người này luôn. Trứng nào? Chúc chứ ạ. À? Chúc chi? Là trứng thành thái Trường Giang ạ. À? Trứng này. Hay ta. Hay mắt mình mờ quá. Mờ quá. Siêu thân thiết. Siêu thân thiết à. Diễn viên. Diễn viên ca sĩ luôn. Họ không biết là diễn kịch nữa. Diễn viên giờ sẽ xong anh. Đánh sai cái này là không được chị nha. Bất tình sự. Chị không biết đâu. Quá chung đẹp. Còn mấy ca sĩ được biết. Ca sĩ diễn viên đó. Ca sĩ diễn viên không? Dạ. Giống chiêu bù nhờ. Chị thấy đâu? Trời ơi. Tự nhiên cái đầu tóc khâu sau đó được trời ơi. Cái này khó gì em. Nào cũng khó rồi, nào cũng đoán đúng hết. Cứ kể đi. Cái này gửi là gai liền. Bên trang, bên trang. Dạ con trai. Thân thiết với chị đó. Hầu như là ngày nào cũng gặp luôn. Cô bê. Cô bê. Giời nha. Có bao nhiêu cục xuống nhà trời ơi. Thế sao giống hắn chi rồi xôi. Chắc không ạ. Hắn chi. Trời ơi, như có quán quen quá trời rồi. Không đúng mất từ nãy giờ. Trên môi nè. Trên môi suy nghĩ đi. Làm người mẫu. Người mẫu. Nhưng mà nó được danh hiệu không? Danh hiệu bên đầu tiên của không? Dạ, có danh hiệu. Danh hiệu thế hồn đúng không? Ôi, dĩa phá là ra luôn ngọt rồi ơi. Lô nè nè. Ừ. Giống không? Giống. Nhưng mà có chút không? Lô nè. Trời ơi, đúng nha, mà phải đấu xe đi. Thật ra xô xe nó bị mềm hết tới bên kia. Thường là nghệ sĩ sẽ chia sẻ một cái bí mật hoặc là một cái thói xấu của cái người này á. Tại dù như thấy chị Giang hay đi sự kiện hoặc hay lồng lộn quá, cái gì cũng nổi bật kiểu vậy á. Thì nghĩ là thánh chị cũng thức chịu ra. Mà tức tự rượu đã bật thì bạn đang khen cùng một tông ấy. Cái độ mà lồng lộn của chị với chị Giang mà trên thảm đỏ thì chị thấy ai sẽ nhỉnh hơn? Bên trên đời bạn đang nghe nghe ra. Thế chị cũng thức tự rượu. Thì mỗi người một tay. Bên trên đời chị em đã bắt tờ về chôn. Chỉ có những sự kiện về bài để tâm dự thôi. Hai đứa chơi vẫn tâm tuyến nhau mà. Thật sự thì cái kiểu rất là khó. Mà cũng tên bên bé là hai chơi đấu đúng lắm. Nhưng mà hơi tiếc một điều là đấu xanh hơn chơi. Cảm ơn nghe chơi được buồn nha. Thật sự chúng nó ngập tiếp về đầu đài. Đánh trầm thiên nghe nha. Ví dụ lỡ giận mày sao? Hấp chân bạn kêu. Hấp chân lên.